giới thiệu cho các bạn cây mai vườn. Mai rất là đẹp to. Mai nha, cây mai đang quay làm clip đỉnh. Quá đẹp luôn cây mai. Có cơ hội về quê mình quay những cây mai đẹp cho các bạn cùng xem nha. Đây là vườn của mình đây. Đấy. Đây. Ngủ mà có ngáy đâu. Người ta đang chạy xe mà. Ngáy đâu ngáy. Đang chạy xe mà đâu có ngáy đâu. Đi làm đi công trình dưới nó có 3 người. Thằng người nói chúc. Ừ, mày ngáy ra cũng được. Thằng kêu này mày nhét ra nó cũng được. Còn nó sao? Chúng thì mớ. Mà chúng thì mớ cũng cũng được. Đi ngủ đi, 3 người hết, 3 người bệnh. Ban ngày biết chú làm sao mà tối chú nói từng lúc ấy. Chúng không được. Đó luôn. Mớ. Mớ. Mớ đâu mà mớ hả? Mọi thằng kia đấy, tao kiếm ra, mọi luôn kiếm ra một ghê luôn. Nhìn những khuôn mặt đẹp đẽ đây, ăn mì tôm vừa xong, tươi tắn. Quá tuyệt vời. Một ly cà phê, bắt đầu màn hai chuyện hai. Cậu Dũng có hứa đi uống cà phê mà giờ này 9 giờ rồi tôi mới dậy. Giờ đi uống cà phê đi, đúng rồi, giờ ở nhà uống cà phê để cho hai thằng ở nhà. Đây, hai chị em nhà họ. Đây. Tắt đây. Đâu? Đó, cái trên cùng đó, nguyên nó kế xuống. Đó. Bước xịt vô. Cái nguyên nhà kia xuống. Đó, cái kia. Cái gà đây cây còn mỏng luôn. Ừ, đó. Nó già luôn rồi. Ừ, nó già hết, bỏ vô. Đó, đã không? Đã. Quá luôn. Hái hết cây luôn, hái hết cây luôn. Nhổ cây luôn, bứng cây luôn. Nhổ cây, bứng cây luôn. Tối luôn. Rồi chút đi ra hái mùng tơi nha. Biết. Bà Tí ơi, lấy rổ ra hái mùng tơi Tí ơi. Để hái ớt nữa. Rồi ngân hàng chút ra hái cà phê á. Đây. Rồi, chút xíu ra cà phê nữa ha. Tí ơi. Nguyên cây tắc này đó. Đã chưa? Lên. Hưng ơi. Đây này quá, cây này hái đã này. Huy vô hái đi Huy, Huy vô hái đi Huy, Huy vô hái Huy. Vô hái mau. Đi. Vô đây, vô đây. Vô hái đi cho biết chứ làm gì vậy? Vô đây hái tắc mau lên. Ừ, mẹ ơi, con cầm cái này về, con ngập một trái về đi trên đường đi thử. Ừ. Không. Ui, như vậy. Ừ. Đẻ. Hái bự bứt thôi. Chị U kia đi đâu vô trong đó là mất luôn rồi. Tí ơi. Ôi. Nhanh lên đầu ơi. Ô. Nè. Đó. Wow. Uống tí đi đâu ta? Đi vô kêu mẹ coi mẹ đâu vậy? Mẹ đi toilet mà. Ôi trời. Cái mẹ nó nói vô chỗ. À, bưng đi. Bà đi hái mùng tơi, hái mùng ngón cho nó canh nha. Đi luôn. Hái mùng tơi đây hả? Hái mùng tơi. Rồi, hái mùng tơi. Hái mùng tơi cho nó canh nha. Tí ơi, lấy rổ ra đây Tí ơi. À Tí mặc đồ. Lại lên. Lấy rổ ăn trước này nè, rổ để ăn trước. Có
cái lá quế này nè Hà, nấu canh cá lóc với lại chuối chuối sứ chuối chát á. Nấu sao? Nấu canh xong nó ngắt bỏ nó vô, nó rất là thơm ngon lắm. Vậy hả? Ừ, lương nữa. Ủa cái lá này hả? Nè, rau này rau ấy à, lắc cái đó đi. Bít tí lắc đi. Lắc rồi, xuống này, xuống lắc vô nước xanh vậy hả? Ủa đâu mày vậy là cái rau quế đó nào mày? Lá này nè, lá é. Lá é, đúng rồi. Gà nấu lá é. Ngon lắm. Hay là mình ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Mình gà nấu lá é đi nhà hàng ăn đó hả? Mấy trăm ngàn một con á. Đúng rồi. Ừ. À lá é là cây đó đó hả? À é đó. Hồi xưa bà ngoại nấu với lương với lại cá lóc rồi đó ngon lắm. Gà nấu lá é. Giống như lá quế của mình đúng không? Mà nó khác màu thôi chứ. Nhưng mà cái mùi nó khác. Mình hái cái này xong mình ra mình thấy mùi ngó. Đúng rồi. Mùi ngó thì mùi ngó quá chừng. Gửi lên mà cho nó thấy cho nó đó tao đi một bữa lại kêu nó kéo nhau gì. Kéo nhau gì nó. Ủa về nhà cha nhà mẹ chứ về nhà ai mà nói hả? Kéo nhau về đừng phá cái sọc nhà. Quá tôi sập già luôn. Cái đọt tôi vừa hái, cái đọt tôi vô nó canh rồi. Ừ. Thì bé có tươi tươi đó bé tí. Đúng rồi, giả ra. Vô lấy cho bà bé một cái gỗ nữa đi con. Cái gỗ, cái thao, cái diễn đây. Hai anh đẹp trai đây, hai anh đẹp trai đây. Ai muốn tắt không? Ai muốn tắt không? Vô lấy gỗ, hái bùn ngót. Chiều nấu gà phải không? Bây giờ nấu con nhiêu thì nấu ăn luôn bây giờ đi. Con nhiêu đó thì ăn nấu chung với cái này cũng được đấy. É sao nấu chung? Được không? É nấu chung với mồng tơi thôi ông ơi, ông. Có được không? Không. Không được hả? Sao kỳ vậy? Cái này nấu chung với mồng tơi được nè. Cây này là rau đay. Rau đay hay là cây ấy? Cái bố, đây. Cái bố. Không, không phải là cái rau đay á. Ăn bổ hả? Mát hả? Mát. Cây này là cây riềng nè Hà. Phải không? Cây riềng ăn thịt chó đó hả? Là ừ. Nó đó hả? Riềng nè. Ủa? Nó rụng. Ủa hay vậy ta? Bây giờ mới biết là cây đó cây riềng ăn chó. Ui. Còn cái cây này là nấu hầm gà đó. Kêu bằng cây gì mà thuốc bắc mà nó có giống như trái ức hiểm. Ức hiểm này biết không? Cây này nè. Cây này là cái gì? Cây này cây thuốc bắc kêu bằng cái gì nè. Đó để xuống đó Hà quay phim cho con hái. Ở trong nấu gà đúng không? Bây giờ cái này mình bưng đi hái bùn ngót. Thôi đi. Thôi để ba đi. Bắt tám ra hái bùn ngót bạn ăn Tết. Thịt cá. Thịt cá đồ ngán rồi, bây giờ hái rau vô là nấu canh thôi. Được. Dạ ơi bùn ngót này ăn mát lắm á. Đúng không? Ô qua bên kia mới là bực rừng bùn ngót kìa. Đúng rồi. Thấy lá khô đã quá. Lên trên kia hái hái ớt, hái cà phê, đu đủ cà phê, tiêu luôn. Tiêu luôn. Hái xong rồi tiêu luôn. Xong rồi tiêu luôn. Đây đi qua bên kia hái cây bùn ngót hả? Ôi chưa hái tới đâu hết trơn mà. Không, bên kia một rừng bùn ngót luôn. Đây rồi, đi qua. Hái luôn chè xanh luôn. Hái chè xanh luôn, cây tắc là tí. Đi qua bên kia. Bưng luôn hai giỏ rồi bưng vô cái phòng quay phim luôn, bưng đi theo đi. Thì với là Hưng bưng hả nè. Ôi. Ủa, bưng bùn ngót đây à. Sao vậy? Giờ bưng đây luôn. Đi sợ đi, đi quẹo đây, hái ớt hiểm. Đi, cái đổ phong xuống nào mà. Đúng nè. Hái ớt hả? Hà, quay sát vô cây ớt nè hả? Sát vô phải không? Ừ, sát vô cái ớt nè. Rồi. Sống nhau hái đi con. Sống nhau với là ớt hiểm đó mẹ. Hái vô, hái vô. Xíu vô. Hái đi, hái đi cho Quy. Xịt vô cho chị Tí. Hái đi rồi mình về mình làm món gà nấu ớt hiểm. Ờ, gà nấu hiểm. Ui. Nhưng mà ớt hiểm nhiều hơn gà. Ừ. Còn mỗi hôm tưới cho nhà hái rồi nè. Quay sát vô ta thấy cái ớt chín đỏ rực luôn á. À. Thấy đâu rồi? Bưng rổ hái chứ. Hái đi ra quay, bưng đi, bưng rổ đúng vô đi mà bé hái chứ. Đó, bưng rổ đúng vô. Không
không biết gia đình này ăn ớt nhiều không, mà hái hết cây của người ta rồi. Cái ớt trái quá chừng luôn, hái luôn một rổ. Mấy năm nay mới được mùa, được mùa ớt. Được cái gì ta hái ớt mà. Vậy là quay lại tuổi thơ rồi đúng không? Đúng rồi, nhớ tuổi thơ quá. Quay lại tuổi thơ nè. Gửi luôn lên mạng luôn nha. Cho mọi người thấy. Nhớ nha, ai hái nhiều thì ớt thì ăn ớt nha. Còn ai hái ớt thì ăn gà thôi. Hái đi, chút hồi lên hái cà phê. Tiêu rồi nữa. Thấy nhỏ nữa. Còn thấy lớn luôn. Đúng rồi. Bưng cho chắc Huy. Bưng cho chắc nha Huy, chừng đó mà bắt đổ lượm trở lại là đuối đó. Hái thì được á. Đúng là giống như là thiên thần giáng trần hái ớt. Sống nhau hái ớt như cái gì vậy? Lâu quá không ăn ớt, lột lưỡi chưa? Ăn là vô mới lột không nè. Lột nhiều nè. Chứ gà ăn chưa được, gà giờ phải đem ra hấp cho nó chín đi chứ gà đang. Rồi, trong vòng 5 phút mà gia đình của bác Tám mình là hái sạch cái ớt luôn, không còn trái nào luôn. Không có nghề lắm. Bây giờ ra cho hai thằng này leo lên, chú vô mày tới đi. Ô đi nãy đi này nó, đúng rồi. À đi qua đây, đi qua đây. Nghe ha, bé bé khoảng cổng. Đó, kéo cổng lại. Đây chưa có đạo diễn. Đó, quay hết nước chui ra, đi. Trời ơi, giống chui vô hang quá nhỉ. Đi qua hái cà phê đi. Hái cho đủ đi. Đây là điều không em? Nè. Cái này là điều không? Điều. Tí cầm một cái gì, bé cầm một cái chọt đủ trong đó. Ui. Cầm em. Đấy, tí qua đi, tí cầm cái cây đi. Tí cầm cây ngắn nè. Thì bé cầm cây dài. Trời, người ta cao hơn mà bị cầm cây ngắn. Thì cao hơn, cầm cây ngắn. À vậy. Ui, không phải hứng không à? Không cần. Chọt cho rớt cái bự tí. Chọt cái bự. Chị bé tránh ra nha. Một, hai, ba. Leo lên luôn. Thôi, chạy cây. Leo lên cây luôn. Leo lên. Một cái là vô này tí. Không, đậu hứng thôi Hưng ơi. Rồi. Một trái nó canh thôi hả? Hai trái đi. Hai trái rồi. Ủa, chín chưa? Chưa, hai nào mà. Ở trong đục con cá. Đó, đục đi, mày đục đi, đưa anh. Đâu rồi, bưng cho. Cái đâu? Đây, em lấy cái này đi. Hai trái đủ rồi. Chọt đi, ông bự đi. Ông Hưng thích chọt. Vô, chọt. Ngay cái cuốn á, sao mà... Ui. Được. Từ, chưa. Lắc qua. Rồi, lượm đi. Để bên đường đi. Bự. Đúng bự luôn, số 1 luôn. Rồi, đi qua hái cà phê. Ui, để mấy đũa đổ đây đi. Đem cái lỗi theo. Cà phê làm sao hái Hà ơi. Cà phê này có cái tắm. Nước khô luôn Hà ơi. Rồi. Ra, ví dụ nhảy hình trăng à. Cháu này sao hái được. Ui, đũa chín rồi. À, đũa chín, trái nó ngọt lắm á tí. Kìa, bây tí là hái đu đủ cả hả? Rồi, cái nào? Đu đủ trước hay là cà phê trước? Đu đủ đi. Rồi, đi qua đu đủ. Đu đủ này mới chín nè. Hưng leo lên cây này. Ui, cái gì nữa? Chắc là chắc luôn á. Cái này là ăn được nè. Sao mà cái lá nó khô hết trơn người ta? Không thiếu nước không? Không thiếu nước không? Rồi, cái này chín. Là... Cây cà phê này ha. Thôi trái được rồi, cái không. Này về bữa nó chín. Cái nó mỏng lắm. Cái chân mũi cho con. Cái leo lên cây đi. Sao mà rồi. Kéo xuống đi rồi đó. Qua đó đi, bốn người qua đó luôn. Kéo vậy thôi, cái em thôi, con kéo gì nữa thôi.
rồi qua hái đi rồi đúng rồi đúng rồi. Ôi nhà bác Tám nay vui quá, ăn Tết vui quá, ăn Tết vui quá. Cái rổ này em hái chung vô đi, rồi hái xong em hái bớt con hả? Nè, tí quay lưng lại, tí quay lưng lại thà mới quay được. Rồi được rồi đó, đúng rồi đúng rồi, ok. Dạ Huy ơi, con bưng rổ đi. Vui 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 vui. Đúng rồi, con bưng rổ cho anh Hà, anh Hưng quay. Trời chứ anh gì? Ôi cái rổ đó lủng không? Chắc không bao giờ luôn. Cà phê còn bán đảo vậy. Huy, Huy cầm bên này nữa chứ. Cái gì bé bưng? Bưng ha. Con bưng con hứng dưới cái cây của cậu Hưng á, cậu Hưng hái tới đâu cậu hứng xuống tới đó. Coi chừng kiếm vàng nha. Rồi. Hả? Mày kéo cây cho con hái đi. Mẹ thì không con hái làm đi, con hái mà. Con hái được mà. Con kê vô đi con, ra hay kê vô. Vô hái mày hái chung mày. Mày cầm tay rồi. Ê đi 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 đâu hả? Ủa quên nè. Ra mày đi. Quá đẹp luôn, cà phê quá đẹp luôn. Rồi. Một rổ luôn. Đây. Còn là những chị em phụ nữ thích hái trái cây. Không biết hái xong xuôi qua Tết này còn mẫn trồng như thế nào nữa. Ở sau lưng Hưng, trên đầu Hưng. Đúng rồi. Né đầu Hưng lên nha. Hái xong đem ra đổi cà rem liền nha không? Ủa chứ là phải đổi không à? Đổi mới có tiền ăn chứ. Đổi cà rem à. Đổi kem á. Ký ức ngày xưa, ký ức ngày xưa giờ quay lại rồi đây. Ký ức ngày xưa đây. Không có gì hết, em nắm vô đây là em lặn qua lật lại là nó ra hết. Ai đâu mà có nhắc từng cái vậy hả? Đuổi ra rồi đã từng ăn rồi. Rồi đổ rồi. Rồi, con buông ra đi. Con qua bên kia con giữ. Rồi, qua cái cây kia. Cây kia cứng quá à nha. Lúc hồi mình bưng cái lò đây mình nướng thịt ăn nè. Xuống. Coi chừng gãy không? Níu từ từ á. Gãy nó gãy lắm rồi. Gãy. Cây này cứng hả? Ờ, cái này cao quá. Hái này tí xuống rồi tí. Ôi mấy cái cây này nó khô hết cũng đi. Cái trái này bị non. Trái này bị non nó khô không được rồi. Hả? Ừ. Cái này phải có tấm bạc trải xuống. Này thôi đừng hái nữa. Hái cái khác đi, hái cái khác đi, bỏ cái đó đi. Cái này tắt cái này yếu. Vô. Làm tiếp đúng không? Rồi hái tiếp. Hên năm nay con bận dễ nè, chứ đi kiểu này năm mấy năm trước rồi có mợ là thôi như khỏi hay hái luôn à. Năm nay mợ theo trai rồi nhà hái. Hái ớt mình tưởng đâu đang lượm cái gì á. Đang lượm cái gì mà thật tay rồi lượm dưới đất. Ra đây tôi nhớ tuổi thơ quá. Đây nè, chiều xuống hái mồng tơi nè, mồng tơi buồn ngót quá trời luôn. Chứ hái là... Tuốt hay sao? Tuốt luôn, đúng rồi, tuốt. Tuốt đi, đưa cái rổ con đây. Ủa lá đó là giống như lá quá vậy? Lá xanh xanh á. Phải không? Đúng rồi. Uống nó ra làm sao? Thì giò đi rồi ăn. Ăn hả? Giò để đông. Cây xăm xăm, một cô ba cho mình một ly xăm xăm màu xanh á. Lá này ông ơi, không phải dây với dây đường đường. Đường. Nó hái vô nấu uống thì được. Giống như lá ngót vậy hả? Ừ. Nó giò giống như ngót hả? Kiếm này, kiếm lá xăm đi. Quỳ đi Quỳ ơi, Quỳ nè con. Đi cho nó thư giãn con. Lá đường đường quá chừng luôn tí. Dạ. Ừ. Cái đó là thơ khô nấu uống. Ừ. Đó thì xong đó phải không? Đâu, không phải. Đường ngót nè. Thôi, qua hướng này luôn đi. Qua hướng này luôn đi. Hái xong đi rồi lo chèo cây. Ừ. Leo cây cho hai thằng đi leo cây
cái cây này leo được nè, cây này bự hai thằng leo được nè. Cây này là cây khoai mì nè, chỉ cho hai đứa này nó biết cây khoai mì. Gì cái món tanh luôn. Đây nè, cây này là mấy chục năm về trước nhổ vô để làm cái chậu ớt nhà nè. Cái đó là cái ớt ngon đó, nước ngon đó tí. Đập đập vũ nhổ ra. Vô chúng rụng cây này là ớt nhà nè. Ừ. Đó, để cho biết mấy chục năm trước cây này nè. Cái cây này nè. Ấy là quế bó lại một cây. Mấy chục năm trước cây đó làm chổi, mấy chục năm sau mấy cây đó không sử dụng nữa, mua. Đi mua. Phải mua, bây giờ phải mua. Ngày xưa cứ nhổ cây này về bó vô làm chổi. Rồi còn gì nữa không? Rồi bây giờ leo đi. Leo lên điều hái điều ơi. Có tiêu nè, chiều nay đi hái. Chiều đi hái tiêu, chiều này sẽ có một lộ trình gọi là hái tiêu. Còn bây giờ chỉ ăn đã, ăn no mới hái được. Rồi. Đây một cái ớt nữa. À ớt là đem đến gỗ này. Vườn ngót nữa nè. Thấy được vườn ngót tươi xanh. Ớt cũng còn nữa nè. Rồi, đi theo chị tí. Chiều lên hái vùng vùng ngót cái tiêu, bây giờ mình đi về mình leo cây đây. Đây. Kiếm cái điều nào leo lên đây. Lá sầu đâu nè. Ồ. Là sao quay? Làm gì lá sầu đâu để làm gì? Để ủ mấy cái trái cây á. Cho nó màu chín hả? Ờ. Rồi. Đâu? Đây ở dưới này nguyên một bầy vịt luôn. Bầy vịt luôn hả? Ừ. Trời ơi cây chanh quá chừng đấy. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Không, đây thì xuống như này chứ. Cây chanh, cây chanh, cây chanh như này. Ủa? Đi sát dưới kia đi, khỏi phải chui dây điện. À, đi sát xuống dưới kia đây. Ừ. Đi thẳng xuống đây. Huy, đang chứ Huy đi chơi tới chỗ mấy cái đu đủ á mình đem về. Hôm trước cây nào? Hôm trước cây nào? Gia đình leo cây nào? Còn mặn đốm rồi là sao? Không, ở dưới chỗ kia. Thôi xuống dưới đây. Để thấy cây. Đi cây đi tìm em. Cây nó đổ bắt. Phải cây đó không? Cây này leo lên đi. Cây đó mới leo được đó. Cây đó mới leo được. Rồi leo lên. Ừ. Leo lên. Đó. Leo lên hơn. Leo lên, leo lên. Xuống hàng. Leo lên, leo lên. Leo cút nhìn cao luôn. Ừ, leo lên nữa. Leo lên nữa. Ừ, leo lên. Ôi, dở quá hay dở quá. Rồi, leo lên nữa. Đứng trên đó, leo lên nữa. Đứng trên đó, leo lên. Leo lên đi cho người khác leo. Không được. Từ từ. Tập thể dục đi, tập thể dục đi. Chết tôi cái này sao ta? Leo lên, bỏ dép xuống. Rồi. Không phải dễ mà leo được nha. Ôi vậy chứ con leo không nổi gì hết. Leo được, gì đó leo được á. Leo lên đây. Từ từ, leo sao từ. Người ta leo lên cái ngọn kia, ta ngồi cho được coi. Mời. Mời. Bác leo lên nha. Ôi dép xanh nữa nè. Rồi bỏ dép lên, leo chứ.
Đó. Lên, 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 lên. Không dễ đâu, đừng có nói. Coi chừng chật chân á, lên, lên, lên. Lên rồi kìa giá, dì bé lên rồi kìa, thấy không? Lên, lên, lên rồi. Ô, giỏi vậy, có đỡ đứt lên. Đây, đứng con, đứng con, đứng con. Đổi 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 tay đổi tay kẹo quý kẹo quý kẹo quý 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 mà lên rồi lên 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 rồi rồi ở trên cây có hai khỉ lên 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 nếm tay kéo lên bốn người lên luôn bốn người đi qua chỗ khác đi qua chỗ khác. Dạ. Nếm tay quỳ kè kéo lên. Cái tí chui vô góc này nè. Chui không được, chui vô đó rồi nó kéo. Gì gì bé? Lắm té. Không. Hay là lên nữa nha. Coi đừng té đâu. Có thể không? Có thể. Không mà quay được mẹ. Kéo tay quỳ lên, kéo tay quỳ lên, kéo tay quỳ lên, kéo tay quỳ lên. Đó rồi đó. Rồi. Lo mà giữ nha. Hà ơi, bà bé tút trên này luôn. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây, thấy rồi. Bà bé tút trên này luôn. Đỡ đít, phải lên. Rồi, ai đỡ con. Con nặng nhất quá. Rồi thôi, cái chỗ đi ra chỗ khác luôn. Thấy chỗ nào? Phải đứng lên, đeo lên. Kìa bên trên có một cái cục kìa. Nhưng mà sao chăng à. Rồi, Phi đứng trước mặt mẹ luôn. Thấy chưa? Đứng lên. Thì thấy Hi, Hi, Hi. Trời ơi, con này ai. Hưng, Hưng đu lên. Từ từ cho Hi kiếm chỗ đó. Phía trên kìa luôn. Huy đứng ngay chỗ cái lòng của mẹ đó. Đứng lên cái lòng mẹ đó. Tí nó xịt lên trên này chút. Tí nó xịt lên. Rồi để chỗ đó cho thằng Phi đứng. Chết tôi. Cây này là cây bơ nha. Ủa cây bơ hả? Cây này là cây bơ. Ôi da rung rung. Ủa phải cây bơ không? Bơ nè, bơ ra trái rồi nè. Thấy bơ nè. Ủa cây đó cây bơ đó hả? Cái này là cây bơ nghe quý vị, không phải là cây điều. Ồ, cây bơ hồi nào giờ mình mới thấy nha. Cây này là cây bơ. Hưng lên được không? Được, 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 được. Mình lên, mình lên, mình lên. Đó. Giỏi quá, Hưng giỏi quá. Cẩn thận nha, cẩn thận. Cẩn thận. Cây là chết. Cẩn thận em ơi, coi chừng. Nó không chết. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, giờ xuống sao? Xuống sao? Xuống sao? Thôi, ở trên đó chơi luôn đi, khỏi xuống. Ở trên đó chơi luôn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Nhà nha, đi chừng đầu bơi chứng vậy. Rồi, Hưng từ từ xuống con. Quên em. Từ từ xuống, từ từ. Từ từ, ôm cái cây đó. Một tới mình xuống mới ghê nè. Mình xuống mới khó nè. Bồng xuống luôn. Xuống ơi, chỗ này không có ngang. Dì bé từ từ nha. Ừ. Dì bé kinh nghiệm mà lo gì. Thấy cái cây. Xuống rồi, ở đây không có nước, mà bỏ cái thùng vô gánh.